Trương Dịch đưa bốn ngón tay lên trước mặt tiếp tục kể lại. Lúc đầu anh không biết rằng nguyên không dạ có thể sở hữu trong cơ thể cô ta rất nhiều loại siêu năng lực, không phải cùng một loại dị năng mà có nhiều phương pháp sử dụng, mà là cô ta sở hữu nhiều dị năng và sức mạnh hoàn toàn không liên quan tới nhau, chúc phúc, ban ân, khả năng thể chất siêu phàm và mới đây nhất chính là sức mạnh hệ băng, có thể đóng băng quái vật khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Trương Dịch khoanh tay lại, bình tĩnh nhận định, việc này nhất định không bình thường một chút nào. Nếu cô ta thực sự có nhiều dị năng trong cơ thể và hoàn toàn là năng lực của bản thân thì cô ta không cần phải che giấu cho đến khi tất cả các thế lực cùng hợp lực chiến đấu với đại quân xác sống nhưng chính vì cô ta chưa bao giờ cho ai chứng kiến thấy sức mạnh của mình điều này cho thấy những sức mạnh đặc biệt kỳ lạ kia chứa một bí mật ẩn giấu sâu bên trong chúng từ đó anh có thể kết luận rằng những sức mạnh đó đã được hấp thu từ người khác và nguồn gốc của những sức mạnh này chính là từ băng phách từ trong cơ thể cô ta tạo thành hơn nữa sau khi những người hấp thụ băng phách chết đi siêu năng lực của bọn họ sẽ quay trở lại với nguyên không dạng Dương Hân Hân vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bình thường, cô bắt đầu nói ra những gì mình suy nghĩ, nếu đúng như vậy thì bây giờ không một ai có thể dám khẳng định Nguyên Không Dạ thời điểm này mạnh tới mức nào, sức mạnh của dị nhân đều có điểm yếu chí mạng, nhưng nếu một người có thể sở hữu dị năng của nhiều người cùng lúc thì có thể khẳng định rằng cô ta gần như bất khả xâm phạm. Trương Dịch cũng liền tiếp lời, cho nên Nguyên Không Dạ mới có khát vọng chiến tranh không bao giờ ngừng lại trên thành phố Thiên Hải, bởi vì những người sử dụng băng phách để có được sức mạnh, chừng nào họ còn sống Đối với cô ta cuộc sống này đều trở nên vô nghĩa, chỉ khi bọn họ chết, Nguyên Không Dạ mới có thể hấp thu và thu hồi năng lực của họ vào cơ thể và trở nên mạnh mẽ hơn. Trương Dịch khẽ có chút động tâm, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn mà đưa ra nhận định, có lẽ, cuộc thanh trừng không chỉ nhắm vào người ngoài, mà cô ta còn đang nhắm thẳng những thuộc hạ và tay sai dưới trướng của mình. Dù sao, bài Tuyết Giáo cũng sở hữu rất nhiều dị nhân, và cái chết của bọn họ đều mang lợi ích lớn cho bản thân Nguyên Không Dạ. Dương Hân Hân liền gật đầu đồng tình bởi vì cô nghe lời phân tích của trương dịch khá có lý tuy nhiên dường như thiếu bằng chứng xác thực để xác nhận điều này là đúng hay sai dương hân hân cho rằng chỉ những điều này thôi thì không thể thuyết phục được những thế lực khác điều quan trọng nhất là chúng ta không thể thuyết phục được đội điều tra đại khu giang nam hợp lực giải quyết và xử lý vấn đề này hơn nữa chúng ta không đủ khả năng trực tiếp đi quyết đấu và ngả ván bài này với nguyên không dạ trương dịch ánh mắt bất chợt trầm xuống ánh mắt lạnh lùng có phần sâu thẳm nói ra nhưng lần này chúng ta không thể làm con đà điều được với sự giúp đỡ của đại quân xác sống nguyên không dạ đã làm giảm phần lớn sức chiến đấu của bốn thế lực chúng ta hơn nữa cô ta mới đây còn cho chúng ta thêm băng phách đây chính là một dấu hiệu cho thấy cô ta sắp tấn công chúng ta điều duy nhất mà cô ta đang kiên kỵ bây giờ chính là đại khu giang nam chỉ sợ biên quân võ cùng mọi người rời đi khỏi đây bài tuyết giáo sẽ lập tức ra tay vừa nói xong trương dịch thò tay vào trong túi quần lấy ra một tấm vải trắng đưa về phía dương hân hân rồi nói hơn nữa còn có thứ này có thể chứng minh sự nghi ngờ của anh là có cơ sở. Dương Hân Hân tò mò cầm tấm vải trắng Trương Dịch đưa cho Lý Kiếm lên nhìn. Tấm vải được bao phủ bởi dây đặc các từ ngữ Lý Kiếm viết lại. Dương Hân Hân tò mò hỏi: "Đây là?" Trương Dịch liền đáp: "Cái này là Lý Kiếm đưa cho anh." Lão tiểu tử này đã lén nhét nó vào tay của anh trong đêm trước khi chúng ta rời khỏi đó. Trương Dịch nghĩ tới khuôn mặt tuyệt vọng của Lý Kiếm giống như một cái cây khô đang dần héo mòn. Vì vậy mà thở dài kể lại: "Con trai của anh ta đã chết rồi. Nếu không có chuyện này xảy ra, anh nghĩ với tính cách của anh ta, thì anh ta sẽ không mạo hiểm nói cho chúng ta biết những chuyện này của bài tuyết giáo. Dương Hân Hân đọc kỹ nội dung trên tấm vải trắng. Đây chính xác là một lá thư lý kiếm để lại cho Trương Dịch, nhưng không phải viết bằng bút mực mà lại là bằng máu. Nội dung bức thư như sau. Cách đây 28 ngày, gia đình ba người chúng tôi và hàng xóm ở tiểu khu Nhạc Lộc đã theo đại pháp lệnh đến bái tuyết giáo, nguyên không dạ biết khả năng của tôi, nên đã dẫn tôi đến một tòa nhà cao ốc bỏ hoang cạnh giáo đường, ở đó. Tôi nhìn thấy một cái cây biến dị khổng lồ. Người ta gọi nó là dây leo máu, nguyên không dạ nói với tôi rằng trách nhiệm của tôi là phải dùng năng lực của mình để nuôi dưỡng nó khả năng của tôi có thể đẩy nhanh quá trình phát triển thực vật và những cây do tôi trồng và dùng năng lực bồi dưỡng lên sẽ có sức sống mạnh mẽ hơn lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó chính là thức ăn của bái tuyết giáo nên hàng ngày tôi cho nó ăn bằng chính máu của mình nhưng dần dần tôi phát hiện ra có điều gì đó không ổn không phải mỗi cái cây biến dị đó mà là toàn bộ giáo phái bái tuyết giáo này có gì đó không ổn đầu tiên sau khi ăn trái cây màu đỏ do huyết mạch tạo ra Tinh thần của con người sẽ cảm thấy hưng phấn và hoàng hốt, giống như chìm vào ảo giác. Mỗi lần phân phát trái cây màu đỏ cho giáo đồ trong nhà thờ, mọi người đều phải nghe lời dạy bảo của Nguyên Không Dạ và ăn trái cây cùng lúc đó. Tôi nghi ngờ đây là một phương pháp thôi miên để khiến những tín đồ trung thành với cô ta hơn. Nhiều tổ chức giáo phái tà giáo trong lịch sử lâu đời đã sử dụng ma túy và dược vật khác để gây ảo giác cho tín đồ với mục đích mị dân. Tôi tự cảm nhận và lưu ý điều này. Sau khi cùng với vợ con thương lượng xong, liền quyết định không ăn loại quả này. May mắn thay, vì tôi cũng là linh mục nên có thể tiếp nhận những thức ăn và vật tư khác. Cho nên về vấn đề ăn uống cũng không gặp trở ngại gì, mặc dù Trịnh Giật Tiên biết vấn đề này của gia đình tôi, nhưng vì bọn họ cần tôi nên cũng không hỏi han thêm gì nhiều mà chỉ nhắc nhở chúng tôi một lần duy nhất. Thứ hai, bản thân cây huyết sắc dây leo không phải là loại gốc thực vật có thể sản sinh ra thức ăn, khi bái tuyết giáo cho người ném thi thể vào tòa cao ốc bỏ hoang, huyết sắc dây leo sẽ quấn lấy xác chết, tạo thành kén và hút chất dinh dưỡng, nhưng tôi phát hiện ra có một số kén nhộng rất đặc biệt. Chúng to lớn hơn một số kén bình thường sẽ không khô dần mà tiếp tục hấp thụ chất dinh dưỡng và trở nên lớn hơn. Nó cho con người ta cảm giác như tất cả những năng lượng và tinh chất từ những chiếc kén khác đã được hấp thụ để nuông dưỡng những chiếc kén này. Tôi từng nghi ngờ rằng có một số sinh vật lạ đang dần sinh trưởng bên trong này, nhưng sau này khi quay lại, tôi không còn nhìn thấy những chiếc kén lớn hơn bình thường này nữa. Tôi có một sự nghi ngờ, liệu những xác chết trong chiếc kén đó được chiếc cây mang thai sản sinh tạo thành đó, chẳng lẽ chính là nguồn gốc của virus zombie không? Nhưng suy đoán này không có cơ sở và chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi, nhưng nếu chúng ta có thể nghiên cứu cẩn thận đối với máu của dây leo chắc chắn sẽ có thể biết được chân tướng sự việc dương hân hân vẻ mặt có chút hoảng hốt tiếp tục đọc thứ ba nguyên không dạ là kẻ điên nếu người tham gia vào bái tuyết giáo là một cậu bé chưa đủ tuổi vị thành niên sẽ được cô ta ép thực hiện nghi lễ tịnh hóa và gọi là nghi lễ tẩy rửa bụi trần nhưng tất cả thực chất là để thiến bọn họ tôi chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của buổi lễ này từ khi tới nơi này tôi ngày đêm lo lắng cho con trai mình sẽ bị đối xử giống như bọn họ dù luôn cẩn thận nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không thoát khỏi vận rủi cô ta chính là một kẻ điên tàn bạo thứ bốn có một lần tôi vô tình chứng kiến nguyên không dạ tự tay giết chết một nữ linh mục tôi và nữ linh mục kia có quan hệ rất tốt tôi biết rằng cô ấy luôn thận trọng trong mọi việc và chưa bao giờ làm điều gì chọc giận nguyên không dạ nhưng hôm đó tôi nhìn thấy cô ấy bị nguyên không dạ tóm cổ nhấc bổng lên và bóp cổ cô ta đến chết dương hân hân tiếp tục đọc dòng chữ cuối cùng trên tấm vải trắng tôi không biết liệu những điều này có giúp ích được gì cho cậu không con trai tôi đã chết và điều này khiến tôi rất buồn là một người cha tôi không có khả năng trả thù cho nó nhưng nếu một ngày nào đó có cơ hội tôi hy vọng thông tin này sẽ trở nên hữu ích với cậu dương hân hân đọc xong thư viết tay bằng máu của lý kiếm cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trương dịch cuối cùng cô cũng hiểu tại sao trương dịch chắc chắn rằng nguyên không dạ và bái tuyết giáo có điều bí mật gì đang ẩn giấu cô liền mở lời xác nhận nếu đúng như vậy thì em có thể hiểu được những việc cô ta đang làm trương dịch khoanh tay vẻ mặt bình thản nói ra lý kiếm gần với nguyên không dạ hơn chúng ta và dễ dàng tiếp cận cốt lõi của bái tuyết giáo hơn những gì anh ta cảm nhận được đều rất hữu ích cho chúng ta anh chắc chắn rằng khi chúng ta suy nghĩ và kết hợp lại những điều này thì gần như chắc chắn bản thân nguyên không dạ và bái tuyết giáo đều có vấn đề nghiêm trọng trường hợp xấu nhất đúng như những gì anh đã nói cái gọi là băng phách chính là một âm mưu to lớn hơn nữa những món quà hào phóng bao giờ cũng nhằm mục đích mang lại lợi ích tốt hơn cho người tặng cho nên nguyên không dạ có lý do để khiến cho thành phố thiên hải trở nên hỗn loạn và cô ta gieo rắc và giải đầy đám zombie khắp nơi bởi vì càng nhiều người chết thì ả à, ta càng có thể có được thu được sức mạnh mới về cơ thể của mình nhanh hơn thậm chí có khả năng trận đại chiến và vấn đề bạo phát khủng hoảng virus zombie khổng lồ này có liên quan đến cô ta nếu người của đại khu giang nam không đến kịp thời và ngăn cản cô ta làm ra sự việc một cách trắng trợn thì hiện tại anh nghĩ rằng chúng ta chính là người đang gặp nguy hiểm ngay lúc này trương dịch ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng nếu như nguyên không dạ thực sự sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy thì toàn bộ thành phố thiên hải không ai có thể là đối địch của cô ta nếu thật sự để cho cô ta mặc sức phát triển e rằng toàn bộ hoa quốc Thậm chí toàn bộ thế giới sẽ bị cô ta thao túng, càng nhiều người chết thì cô ta càng được lợi. Cho nên ngay từ đầu mọi người đều đã rơi vào bẫy lừa gạt của cô ta. Dương Hân Hân thở dài, dù có vạch mặt cô ta thì chúng ta cũng sẽ bị cô ta trừ khử mà thôi. Dù sao ngay từ đầu tất cả đều đã bị cô ta lừa. Đặc biệt là phần lớn tín đồ bái Tuyết giáo đều bị tẩy não đến mức sẵn sàng chết vì cô ta. Trương Dịch ánh mắt hiện rõ một tia kiên định nói, chúng ta nhất định phải tìm cách đối phó với cô ta một cách sớm nhất có thể. Dương Hân Hân ngẩng đầu lên nhìn Trương Dịch nhắc nhở, một mình chúng ta thôi là chưa đủ chúng ta phải để các thế lực khác ở thành phố thiên hải biết về âm mưu của nguyên không dạ điều quan trọng nhất là chúng ta cần có được sự ủng hộ từ đại khu giang nam với việc hiện tại tất cả các thế lực ở thành phố thiên hải đều bị tổn thất nặng nề cho dù có liên thủ lại thì cũng chưa chắc là đối thủ của nguyên không dạ trương dịch gật đầu đồng tình với ý kiến của dương hân anh hiểu điều này những gì em nói hoàn toàn có lý nhưng vấn đề chính là ngay cả khi anh nói với bọn họ những gì anh nghĩ họ cũng không hoàn toàn tin đó là sự thật còn đối với vùng giang nam cho dù nguyên không dạ có âm mưu chống lại các thế lực khác thì cũng không liên quan gì tới bọn họ đại khu giang nam là thế lực hùng mạnh họ tồn tại là để duy trì ổn định không phải bảo vệ chính nghĩa cho dù nguyên không dạ có âm mưu hại chúng ta chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của vùng giang nam thì bọn họ cũng không có lý do gì ra tay thậm chí bọn họ còn muốn trương mộ nguyên không dạ để sử dụng trương dịch nói đến đây bất chợt như xét đánh ngang tai bản thân giật mình thầm nghĩ đúng vậy nếu như đại khu giang nam thật sự ủng hộ nguyên không dạ thì phải làm sao Trương Dịch nghĩ lại cuộc nói chuyện với biên quân võ thầm suy nghĩ, mình có nên chấp nhận lời đề nghị của biên quân võ, đưa mọi người xung quanh mình tới khu vực Giang Nam và từ bỏ nơi trú ẩn mà mình đã ở đây bấy lâu nay không? Trương Dịch trầm ánh mắt xuống thầm khó chịu suy nghĩ, mình thực sự không thể chịu nổi. Ở đây, mình không bị ai điều khiển và được tự do thoải mái sống theo ý mình, nhưng khi đến vùng Giang Nam, đi theo biên quân võ thì phải trở thành một chiếc giang cưa đổi sức lao động lấy quyền cư trú ở thành phố Bão Tuyết. Hãy nhìn biên quân võ, mặc dù biết rõ sử dụng sức mạnh sẽ hao tổn sinh lực thậm chí cả mạng sống nhưng vẫn phải chạy khắp nơi mỗi ngày trương dịch trầm giọng sắc mặt sầm lại bộ não dường như đang muốn nổ tung thầm nói ra nếu mình đi mình có thể sẽ chết vì sử dụng quá nhiều sức mạnh dị năng nhưng nếu mình không đi tỷ lệ cao mình sẽ bị nguyên không dạ thẻo dái